Một cái nhà cách quốc lộ 50 chỉ có 50 mét thôi nha cô chú nhỉ. Và một nhà này chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thì sẽ sang tên công chứng trong ngày cho cô chú anh chị mình luôn. Nhà mình thì sổ hồng riêng, nhà mình xây dựng là cấp 4 nha cô chị ha. Và với cái diện tích đó, 4 nhân 24 đó, nhà mình rất là rộng rãi nha cô chú anh chị ha. Thiết kế là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có toilet, phòng khách, phòng bếp đầy đủ luôn ha. Thì cô chú theo, chạy theo chân Cường vào nhà để xem nhà ha. Phía ngoài thì có lốp cổng bảo vệ hai cánh này nhà cô chú anh chị nha. Có sân trước cho mình nè, đậu được xe hơi nha cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình thấy nè, bên đây có vườn tiểu cảnh, vườn hoa luôn. Thiết kế là mái hàng nha cô chị ha. Đó, như nhà cấp 4 thôi nha cô chú chị ha. Đó, bên trong thì cửa nhôm Sifa và kính cường lực 12mm nha cô chú anh chị. Hai lớp cửa bảo vệ khoảng cách rất an toàn nha cô chú anh chị ha. Đó, nhà mình rất an toàn. Đây là phòng khách của mình, phòng khách của mình thì có cửa sổ luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, bên đây là kế bên là nhà dân nha cô chú anh chị ha. Đó, bên đây là như cô chú anh chị thấy là phòng khách nè, đèn chùm, đèn led nè, đóng giật hộp đầy đủ luôn, full đèn led, có đèn chùm rất là đẹp. Thì phòng khách mình rất là rộng rãi cô chú anh chị, mình có như đám tiệc gì đó mình trải từ phòng khách ra tới sân luôn thì rất là rộng cô chú anh chị ha. Đó, thì đi vô trong đây á, thì em có một cái phòng ngủ phía sau phòng khách như anh chị ha. Phòng ngủ thì có dây chờ sẵn cho máy máy lạnh luôn, máy điều hòa của mình luôn đó. Trần thạch cao đóng giật hộp đầy đủ luôn nha, rất là tiện ích tiện lợi luôn đó. Như cô chú anh chị thấy ha, nhà mình nằm trên quốc lộ 50 anh chị ha. Đó thì từ quận 8, quận 4 về đây rất là gần nha cô chú anh chị. Đó, phòng ngủ thứ hai cô chú anh chị thấy xưa nè. Đó, phòng ngủ thứ hai cũng rất là rộng, có cửa sổ đầy đủ ha cô chú anh chị nha. Đó, nhà mình rất là thoáng mát luôn, rất là ok luôn ha. Đó, rất tiện ích, cửa thì nhôm Sifa, kính cường lực hết luôn. Đó, cái hệ thống cửa rất là ok. Đó, và sau hai cái phòng ngủ của mình đó, là bếp của mình nè cô chú anh chị. Bếp này cô chú anh chị em thấy nè, bếp thì hệ thống là cửa tủ gỗ luôn nha. Đó, có bồn đôi, tủ gỗ trên dưới đá luôn ha. Và đặc biệt có cái cửa sổ phía này để khi mình nấu nướng không có bị ngột ngạt anh chị ha. Ồ, cái không gian phòng bếp này quá là rộng, cô chú anh chị đặt một bàn ăn 6 người ngồi cũng được nữa ha. Đó, quá là rộng rãi luôn. Và đặc biệt sân sau này cô chú anh chị ơi, sân sau cách của mình đó, là nhôm Sifa và kính cường lực nữa ha. Đó, phía sân sau nè, bên mình ốp lên gạch 1m6 hết nha anh chị ha, có hàng rào bảo vệ hết. Đây nhà vệ sinh đôi nha cô chú anh chị ha. Bên đây thì mình một cái nè, bên đây một cái lavabo bồn cầu, bên đó có thể mình tắm ha. Và đặc biệt cái này nè cô chú anh chị, mình em thiết kế có thể để máy máy giặt phía bên này nữa nha, có ống cấp nước sẵn cho mình luôn. Đó thì cô chú anh chị mình thấy ok chưa? Thì cô chú anh chị mình xem clip á, dán xem hết clip để lúc cuối clip em sẽ báo từng giá cụ thể trong từng clip cho cô chú anh chị biết luôn. Thì tiện thể đây em cũng sẽ báo giá cụ thể cho cô chú anh chị biết. Mình đi một vòng lại anh chị ha. Thì nhà của mình á nằm trên trục đường quốc lộ 50 ha, gần cầu Ông Thành. Đó, gần với ngã ba Tân Kim và từ quận 8 về đây rất là gần chị ha, khoảng 15 20 mét thôi. Nhà mình cách quốc lộ 50 chỉ khoảng 150 mét thôi nha cô chú anh chị nha. Rất là gần luôn. Đó, nhà mình là thiết kế là cấp 4. Cái diện tích của mình á là ngang 4 mét và sâu xuống 24 mét anh chị ha. Đó, phòng khách rất là rộng rãi luôn, thiết kế mấy hàng nhà cấp 4. Thì với cái mức giá chỉ có 1 tỷ 6 thôi nha chị ha. 1 tỷ 6 của chú anh chị sẽ sở hữu ngay ngôi nhà đẹp như thế này nè. Đó, chỉ có 1 tỷ 6 thôi, anh chị sẽ sở hữu không cần phát sinh chi phí nữa ha. Và nhà sổ hồng riêng hỗ trợ cho mình có thể cô chú anh chị mình chỉ cần trả trước em Cường khoảng 600 triệu thôi. Còn 1 tỷ mình sẽ hỗ trợ ngân hàng. Em Cường sẽ làm hồ sơ cho cô chú anh chị mình vay những cái hàng với mức giá lãi thấp. Thấp nhất hiện tại để mình sở hữu được ngôi nhà này ha. Vậy mình có ngôi nhà để an cư lập nghiệp nha anh chị ha. Cô chú anh chị mình xem kênh đó, nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông, bật thông báo để mình nhận được những clip nhà bên em, để tiện thể mình xem được nhiều clip vừa ý thì mình sẽ mua ủng hộ bên em ha. Rồi xin chào cô chú anh chị.